chỉ là Đoan Nguyễn, chỉ là Đoan Nguyễn thôi, một là Đoan Nguyễn, hai là hiện tượng thôi, không dám nhận được ca sĩ. Đoan chỉ muốn là khi mình lên sân khấu là mình sẽ đem lại cái sự giải trí cho khán giả, bằng ở một cái cạnh nào đó, bằng một cái góc độ nào đó, hy vọng là không nhiều nhưng mà cũng có một chút nào đó là khi lên sân khấu sẽ làm cho quý vị khán giả thoải mái, vui vẻ và cảm thấy yêu đời hơn là được rồi. Có nghĩa là cái mục tiêu của mình đơn giản thôi, làm sao để khán giả khi mà đã thấy mình là phải thấy vui vẻ, đúng không ạ? Và thực sự cuộc sống này thì nhiều cái mệt mỏi quá rồi, đúng không? Cho nên khi nào gặp nhau thì mình muốn tạo những cái niềm vui, hay là mình thấy trên gương mặt của khán giả là những cái nụ cười, đúng không ạ? Cái khoảng thời gian mà bạn tham gia bộ phim Gia Đình Số Đỏ thế nào đó ạ? Đó là một khoảng thời gian mà đó nói là không thể nào quên được trong cuộc đời của mình. Lần đầu tiên mình được đóng phim. Khoa Nghĩ phải nói là chính xác là trong cái cuộc đời làm nghệ thuật của mình. Vì Don bây giờ chuyên nghiệp rồi, đúng không ạ? Và được mọi người công nhận rồi. Đó là lần đầu tiên mà Don bước vào nghệ thuật luôn, đó chính là bộ phim đó. Don làm quen với nghệ thuật là chính là bộ phim đó. Thứ nhất là phải cảm ơn ekip Gia Đình Số Đỏ quá nhiệt tình. Và họ đã mọi cách đã giúp đỡ Don để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Cái là họ cũng tạo điều kiện cho mình. Tạo điều kiện rất tốt cho mình. Thế thì những cái buổi quay hình đầu tiên, những cái buổi phải làm việc một cách chuyên nghiệp với một cái ekip như vậy à? Có bị nhiều trở ngại không? Nhiều trở ngại. Thứ nhất là mình bị khớp. Hồi trước khi mình đang làm clip ở trong phòng á, đặt một cái camera trước mình, đúng không? Trong phòng có một mình thôi, mình làm gì không ai nhìn mình hết. Mình tự chỉnh sửa cũng được. Mình làm chưa hài lòng làm tới làm lại. Còn khi ra ngoài hiện trường á, cả một cái ekip biết bao nhiêu con người, thư ký, trường quay rồi phục trang này nọ, diễn viên này nọ đang nhìn vào mình. Lúc đó là chỉ biết toát mồ hôi thôi. Khớp lắm, mà nói cái tiếng mình là nó không được toát ra được. Cứ như là nói mà không có hồn luôn đó. Nhưng mà sau đó khi mà mình làm quen được tất cả mọi người rồi, mình dần dần mình lấy được cái tiến độ trong cả một cái ekip, thì lúc đó mình lấy lại được cái sự tự nhiên của mình và công việc, sự bình tĩnh của mình. Chào anh. Đi đâu à? Đi Mỹ Dung nữa hả? Cô chưa tới mà sao anh bạn kỳ quá vậy? Anh bạn nói anh bạn là người nhà của Mỹ Dung, muốn gặp đâu cũng được, phải vô đây gặp cũng được hả? Sao? Tôi đâu có đến đây gặp Mỹ Dung. Nói gì nói đi. Gặp người khác mà. Gặp ai? Chị. Ủa? Thấy em quen quen. Dạ. Hey. Em nè. Em là em của anh Phát Tài nè. Xin lỗi, chị nhớ rồi. Người quen của chị cưng. Ngồi đi cưng, ngồi đây. Nói nghe nè, hỏi thăm chút đi. Hôm nay chị cũng tính gặp em đó. Dạ. Hỏi thăm chút chuyện. Anh em trong nhà đó, em biết hết sở thích của anh Tài phải không? Biết anh Tài thích gì không? Chị hỏi để chi vậy? Thì tại vì chị là sếp phải không? Thành ra mình cũng phải biết quan tâm về nhân viên mình có sở thích như thế nào vậy thôi. Chứ không phải chị làm ảnh giận hả? Trời ơi, hay ghê vậy đó, biết rồi còn làm bộ hoài à. Thì có chút chút. Thì bữa nay em đến đây là vì chuyện của chị đây nè. Vậy hả? Trời ơi, dễ thương ghê vậy đó. Biết quan tâm đến người khác dễ sợ luôn. Và bây giờ công việc mỗi ngày của mình có nhiều không đó? Vào thời điểm này thì Don cũng nói là không nhiều lắm đâu. Don đã hạn chế đi phim lại rồi. Thật sự mà nói thì công việc của Don bây giờ không nhiều. Nó thật luôn. Thì đây đúng là ở cái điểm này thì đúng là cho Don ngồi lại và suy nghĩ lại Don sẽ đi đâu và Don sẽ đi theo hướng nào, bằng cách nào. Mình phải thực sự bình tĩnh và thực sự phải là suy nghĩ kỹ càng lại và có thể nói là mình phải, nếu mà muốn đi tiếp nữa thì mình phải bắt đầu theo con đường một chuyên nghiệp nào đó, không nhiều cũng phải ít, và không để cho người ta nghĩ mình là một người nghiệp dư, đúng không ạ? Đúng rồi. Thế thì trước đây á, khi mà mình làm những cái mình giống như Don có chia sẻ là mình đam mê, mình thích thì mình làm thôi. Có nghĩ đó là cái thẻ thông hành, có nghĩ đó là cái cách cửa mở duy nhất để mình đến với nghệ thuật, với cái mình đam mê yêu thích không? Nghệ thuật thì trước hết phải nói đam mê. Đúng không? Có đam mê và mình thích cái gì mình phải làm cái đó thì nó mới ra hồn, đúng không? Đó là một phần thôi. Một phần còn lại là cái sự lao động của mình, cái sự trau dồi của mình,
Và phần cuối cùng là may mắn. May mắn và cơ hội đến với mình nữa. Thì đó nghĩa là tất cả yếu tố nó cộng lại thì mới hình thành lên là một cái sự thành công nhất định nào đó. Nhưng mà giả sử như cái điều mình làm không phải là mở ra một trào lưu, cũng không phải là điều mà được người ta đón nhận một cách nhiệt tình, thì Đoan có nghĩ là con đường khác để mình đến với nghệ thuật, với cái mà mình đam mê theo đuổi không? Có bao giờ nghĩ chưa? Đôi lúc cũng có nghĩ. Đôi lúc có nghĩ, ví dụ như là mình mở ra một công ty nào đó theo đúng cái sở trường là mình học ở nước ngoài. Ở nước ngoài, nhưng mà công ty của Đoan cũng phải liên quan tới nghệ thuật. Bạn học về lĩnh vực gì ạ? Đoan học về BIT, là Business Information Technology, là về quản lý nhân sự, về các kỹ thuật, về thương mại. Có thấy buồn cười là cái mình định học để mình ra nghề và cái nghề mình đang làm nó không có liên quan với nhau không? Không hề liên quan chút xíu nào hết á. Thì Đoan cũng có nghĩ tới như vậy rồi. Là ví dụ sau này, ví dụ như là Đoan không có còn duyên với nghệ thuật hay là với sân khấu này nọ nữa, thì lúc đó là Đoan sẽ mở một công ty nào đó để tổ chức sự kiện, hay là một công ty để mình giúp đỡ những gương mặt tài năng khác. Hoặc là nó cũng hơi lớn lao quá, Đoan cũng chưa đủ lực để làm cái chuyện đó đâu. Hoặc là mở một cái quán cà phê chẳng hạn. Quán cà phê trong đó là có một cái sân khấu nhỏ nhỏ đó, để diễn những vở kịch ngắn, vở kịch nhỏ, hay là diễn nhép lại theo đúng cái thể loại của Đoan. Vẽ thêm một nụ cười, vẽ thêm ngàn lời yêu thương và những phút giây bên em. Vẽ những điều ngọt ngào từ tiếng nắng hồng, nắng soi dáng em hồn nhiên. Vẽ con đường thật dài, vẽ thêm từng hạt mưa bay thật ấm đeo tay trong tay. Vẽ những điều dại khờ, nhiều khi thẫn thờ, có lúc anh hay thầm mơ. Cầm đôi tay em để ta lại tựa vai nhau, nhưng lúc bên em anh muốn đôi ta lại chẳng rời xa. Hãy giữ cho nhau từng nụ cười và tình yêu của hai người, hãy cho anh những phút yên bình. Vẽ thêm bầu trời bao yêu thương, sớm mai gọi bình minh lên. Hạnh phúc bên em là lúc đôi ta ngồi tựa vai nhau, những ước mơ sao ngọt ngào và tình yêu mãi dâng trào, giống như ánh trăng vì sao tựa bên nhau. Vẽ thêm một nụ cười, vẽ thêm ngàn lời yêu thương và những phút giây bên em. Vẽ những điều ngọt ngào từ tiếng nắng hồng, nắng soi dáng em hồn nhiên. Vẽ con đường thật dài, vẽ thêm từng hạt mưa bay thật ấm đeo tay trong tay. Vẽ những điều dại khờ, nhiều khi thẫn thờ, có lúc anh hay thầm mơ. Để anh được cầm đôi tay em, để ta lại tựa vai nhau, nhưng lúc bên em anh muốn đôi ta lại chẳng rời xa. Hãy giữ cho nhau từng nụ cười và tình yêu của hai người.